Chào các bạn nhá. Trong cái thời gian giãn cách, cách ly xã hội, thậm chí cách ly y tế, các bạn làm gì? Với mình thì lúc nào cũng có việc làm các bạn ạ. Bởi mình là nông dân, đất vườn thì mình có, trồng nhiều loại cây ăn quả. Tuy nhiên cái tâm trạng này nó không được thoải mái cho lắm. Đã một lúc buồn buồn mình mang cây cảnh ra mình làm các bạn ạ. Một lúc buồn buồn mang cây cảnh ra làm, uốn sửa lại một số cây. Hoặc là mệt mỏi, sau khi làm vườn mệt mỏi mình lại mang cây cảnh ra mình làm. Và hôm nay cũng thế. Mình chẳng rõ là công văn của mình là bị giãn cách hay là cách ly gì cũng chẳng nhớ được. Chỉ biết là mình không được ra khỏi cổng thôi. Mua nhu yếu phẩm như lương thực, thức ăn thì mỗi khu vực có một người kiêm, người ta mua để ở cổng ấy, 3 ngày ta mua cho một lần. Tất nhiên nhà mình không mua nhiều như thế, bởi vì nhà mình làm ruộng, làm đất, làm vườn, cho nên cây lương thực thực phẩm nó nhiều, rau cỏ nó nhiều, gà có, cá có, chỉ muốn mua thịt lợn thôi. Nhưng nghĩ nó buồn các bạn ạ. Vậy trong cái hoàn cảnh đó chúng ta phải làm gì cho nó vui lên. Năm ngoái, năm 2020, mình đã xem nhiều cái video chia sẻ hài hước các bạn, là ngồi nhà các bạn đếm cái năn, cái lỗ, cái rổ, cái giá, rồi cái cánh cửa, cái cánh cửa. Đếm đi, đếm lại, đếm lại, đếm đi, đếm đi, đếm lại, đếm lại, đếm đi, đến là buồn. Như đấy chỉ là cái video hài hước, chia sẻ cái tâm trạng ấy thôi. Đấy là với điều kiện mình là nông thôn, đất đai vườn tược mình nhiều, công việc mình cũng nhiều, thật ra mình không lúc nào rỗi được cả. Con người ta bảo được nghỉ ngơi chắc là không có đâu, nhưng người xưa người ta nói lúc nào được nghỉ, chắc là chỉ có khi lúc nào mà nghe tiếng leng keng của cuốc xẻng, tiếng đất rơi lã chã xuống lỗ thì được nghỉ thôi. Nhưng theo mình nghĩ chẳng được nghỉ đâu các bạn ạ. Như người ta nói nơi ăn nghỉ cuối cùng cũng chẳng được thế đâu. Mấy năm sau con cái, con cháu lại đưa mình lên, chuyển sang một vùng đất mới, được ổn một thời gian. Sau một thời gian, thậm chí chế độ sau, những thập niên thế kỷ sau nhiều, triều đại khác, chế độ khác, biết đâu người ta lại khai quật lên. Thì tóm lại cuộc đời con người chẳng bao giờ được nghỉ cả. Chân mình chẳng bao giờ được nghỉ đâu các bạn ạ. Nghĩa là trong cái hoàn cảnh này nghĩ cũng chán. Thế là với mình, mình có đất, có vườn, có ruộng nhiều, làm nông nghiệp, cây cảnh, chơi cây, thì mình sẽ có việc để mình làm mình vui. Buồn nhất là các bạn ở thành phố, đất đai chật hẹp, nhà cửa chật hẹp. Mà thời gian giãn cách xã hội này hay cách ly xã hội này thì quá là bức bách các bạn ạ. Nhà thì bị phải đóng cửa, không được mở ra. Ai mà cửa mở ra phải che rèm, những cửa kính ấy. Rất là bức bách. Nhà thì chật chội, không có việc gì. Trong hoàn cảnh này mình nghĩ các bạn chỉ có làm cái nghề như mình này, chơi cây, hoặc kiếm một việc gì đó để giết thời gian. Chơi cây này vừa để cho nó khuây khỏa, thậm chí kiếm được tiền các bạn ạ. Chơi cây kiếm được tiền, kiếm được khá nhiều đấy. Trong làng nhà này thôi, trông cứ chơi chơi thôi, kiếm ra tiền các bạn ạ. Đấy, loáng thoáng qua cái cắt được một cây. Cây này là cây mai chiếu thủy nguyên bản, tức là không phải ghép cây gì sang cả, mà chính nó là một gốc mai chiếu thủy. Mình làm theo cái dáng gọi là ngũ phúc, 5 bông 4 cành 1 ngọn là 5. Đây là ngũ phúc như thế này. Mình trình bày qua cái dáng của cây này.
Đây là cái mặt tiền của nó. Mặt tiền của nó tạo điểm cong lại, tạo chiều sâu. Cành đầu tiên người ta gọi là cành hồi âm. Cành hồi âm là cành gì? Là cành đầu tiên, cành số 1. Là cành trở về với đất mẹ. Là trở hồi âm mà trở về với đất mẹ. Giống như là chúng ta trở về với tổ tiên cội nguồn. Cành thứ hai là cành bên này, gọi là cành tế thân. Tế thân là ôm lấy thân cây, cũng như ôm lấy cha mẹ. À, tế thân, giữ gìn. Tiếp theo hai cành hai bên, trước và sau. Cành thứ ba để đằng sau. Cành thứ tư trở đằng trước. Cành thứ ba để đằng sau để tạo chiều sâu. Cành thứ tư để đằng trước, mình lệch một chút để đỡ đâm vào mặt người xem. Gọi là tả hữu. Và cuối cùng là bông ngọn, quả phúc. Vậy năm cành một ngọn. Cây cảnh người ta chỉ làm số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. 3 tam đa, 5 ngũ phúc, 4 thất thiền, cửu. Đấy, như thế, cửu đức. Vậy là mình đã bấm sửa sơ qua được một cây chỉ trong vài phút. Bây giờ mình chuyển sang một cây thứ hai. Cây thứ hai này cũng là một cây, là một cây xương cá. Cây xương cá này mình khai thác ở trên khuôn tiếu Bắc Hoa, Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang từ năm 10 năm trên một cái đường và đường mòn lưng chừng một cái rừng, một cái đỉnh rừng lên khuôn tiếu Bắc Hoa. Về mình trồng làm cái dáng phụ tử. Phụ là gì? Phụ là cha, tử là con. Vậy cây này có dáng là dáng cha con. Người cha cao lớn đứng che chở cho người con. Tuy nhiên nhược điểm của mình là mình chơi cây không chuyên nghiệp. Nhà mình hoàn cảnh còn khó khăn, chưa có vườn cây riêng và vẫn nuôi gà, nuôi chó. Cho nên chó gà nó đuổi nhau hay bị gãy cành, gãy rất nhiều lần. Cụ thể đây là một cành mình đã hoàn thiện rồi. Nhưng đi gãy lại, gãy rất nhiều lần. Cuối cùng vừa rồi lại gãy tiếp. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm lại. Đây. Gãy đi gãy lại rất nhiều lần, mình tiếp tục làm lại. Và bây giờ mình nuôi cái cây này. Thì cũng tương tự như là cây trên, cây vừa rồi. Mình cũng tạo một cây làm 5 cành một ngọn. À, 4 cành một ngọn. Cành thứ nhất là cành hồi âm. Chính là cành bị gãy đấy. Gãy đi gãy lại rất nhiều lần rồi mình làm xong lại gãy, làm xong lại gãy. Bây giờ lại tiếp tục nuôi lại. Cành thứ hai là cành tế thân bên này. Và 3 quả phúc, đó là cây cha. Trong làm cây cảnh nó có một cái hay như sau. Cùng là cây cảnh nhưng cùng là cây giống nhau, ví dụ cùng là tam ba cây ba thân hoặc là năm thân, nhưng nếu cây nào mà nó thẳng, đường thẳng rõ ràng, không uốn lượn nhiều, thì người ta tượng trưng cho cây bố là cây cha. Còn cây nào mà nó uốn lượn gì mềm dẻo thì người ta gọi là cây mẹ hoặc là cây mẫu, thì đây gọi là cây cha con. À, cha con, cây cha thì thông thường là cao hơn cây con một chút. Đây mình lại nuôi lại đấy các bạn ạ. Mình nuôi lại. Bây giờ mình nuôi cành này thật lớn để nó thích ứng. Để coi như nó đáp ứng đủ một cây lớn. Bởi trước nó bị gãy ở đây. Chỉ còn đúng một cành duy nhất. Bây giờ mình lại nuôi lại từ đầu. Cho mình để cây này để sổng. Để cây sổng để cho lớn cái cành này. Có lẽ mình cắt cành này đi. Không cần thiết nữa. Bởi vì trước là nó là một cành. Nhưng vì cây nó chết, nó gãy mất thì nó trở thành cành mượn. Trước cái cành nó vằn vèo bên này sang cơ, nhưng nó thành cành mượn, bỏ đi. Đấy. Và cành thứ nhất đằng sau, cành đây là cành đinh, mình để đằng trên để cho nó che cái thân này. Thì bây giờ mình lại nuôi lại cái cành này từ đầu. Lại phải nuôi lại từ đầu các bạn ạ. Đây, lại phải nuôi lại từ đầu. Lại cái cho uốn lượn đây, bây giờ kệ nó cho nó sổng đi. Sau một thời gian cắt giật. Cành thứ hai bên này thôi.
Bởi vì mình đã tạo form, tạo dáng rồi, bây giờ cắt chỉ cần bấm nhẹ nhàng vào cái lá. Và cây là cây mini, không để rậm rạ rậm rịp các bạn bạn ạ, rậm nó bỏ mất cành, rất nhanh mất răm. Cắt thường xuyên. Không bỏ dài được các bạn ạ. Bỏ dài nó phá mất dáng. Đấy. Cây nó tương đối thành rồi, chẳng qua nó bị gãy cành thôi. Trong thời gian mà bệnh dịch, nhà nước thực hiện các chỉ thị giãn cách, cách ly xã hội thì mình làm cái này nó vui hơn. Bởi vì chúng ta không được ra ngoài. Khi chúng ta ra ngoài là chúng ta vi phạm pháp luật đấy. Chỉ thị 16, chỉ thị gì ấy nhỉ? Đấy, mình cũng không đọc đâu. Mà mình cũng dám nói bởi vì nhiều khi đọc sai chết dở. Đấy, mình chỉ biết là bây giờ mình trong hoàn cảnh là không được ra ngoài. Mua bán gì, nhu yếu phẩm có người mua 3 ngày được mua một lần. Đấy. Chỉ có những người có chức năng, có nhiệm vụ thì mới được ra ngoài thôi, còn mình thì không được đi. Mình có cái vườn cách nhà khoảng độ 5 phút đi xe máy cũng không được đi làm, kệ nó cũng chẳng biết như nào. Từ hôm 27 đến giờ mình hôm qua mình đi tiêm COVID, tiêm phòng ngừa vaccine COVID một lần thôi. Từ 17 đến hôm 25 mình ra ngoài một lần, mình mua và ra mình làm rút tiền. Nhưng mấy là chưa thực hiện cách ly, mới là giãn cách thôi. Còn như từ 27 thực hiện giãn cách rồi. Loa đọc lên là cấm. Mình không được đọc công văn, nhưng mình chỉ biết là loa của thôn đọc lên là cấm. Tổ dân phố cấm người dân ra ngoài. Nhà nhà cửa đóng then cài, không ra được khỏi nhà các bạn ạ. Chỉ gói gọn trong cái vườn mình thôi. Đấy, cho mình làm này. Nhất là các bạn ở thành phố, các bạn ngoài phố mà các bạn cách ly thì các bạn chơi cái này tốt nhất. Vẫn hòa hợp với cây xanh, vẫn vui vẻ cây xanh và vẫn vẫn có việc gì làm đỡ chán. Lên cái trần cái gác ấy, chúng ta làm chơi giết thời gian. Bởi vì các bạn nhà quá chật chội, quá bức bách, quá bức bí, làm cái gì cũng chán. Còn mình thì đất đai nó rộng rãi hơn. Còn đây là một cây nghiến. Mình khai thác một cây ngốc nghiến rất thiết bình thường thôi. Từ năm 2015 ở trên suối Cặm, Sa Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang. Về mình nhặt được hòn đá này. Trong thời gian năm 1917, à không, 2017 mình đi ra thác ở dòng sông Lục Nam mình tắm. Năm mấy là năm nắng nóng khủng khiếp, hạn hán, nước hết giếng không có nước, ra mình ra sông mình tắm. Chính cái năm 2017 mình tắm một thời gian xong, cái sông đấy mọi người tắm dày đông nít đông nghịt bạn, mọi người ví như là bãi biển của làng Nghĩa ấy. Từ sau năm đấy trở đi bây giờ cũng chẳng ít người ra tắm. Đúng rồi, mình đưa con mình ra tắm, cháu sinh năm 2011 thì mình đã xây bể cho các cháu từ khi các cháu biết đi rồi. Và năm ấy mình đưa ra các cháu ra sông để tập bơi. Một thời gian mình bơi tập xong thì mọi người đã ra tắm rất là nhiều, và sau mình không tắm nữa, bây giờ ít người ra tắm. Và như bây giờ không còn người tắm nữa, lát tác thì đã có người ra tắm rồi, tập bơi. Hòn đá đấy mình khai thác, bây giờ mình nhặt từ dòng sông sông đấy về thác. Chảy qua sông Lục Nam mà các đoạn thác chảy qua làng Nghĩa, của tổ dân phố Nghĩa, chứ gọi làng Nghĩa của xã Nghĩa Hồ mình, bây giờ gọi là tổ dân phố Nghĩa thị trấn Trụ. Mình dùng cái máy cắt con chuột đấy, dùng máy cắt đá mình cắt ra và mình trồng cây vào. Alo. Ừ rồi. Thôi mình tiếp tục. Bây giờ mình cắt nhanh nhanh cái này tí, mình cứ có việc bận rồi. Có việc bận rồi các bạn ạ. Đây cây này mình làm phụ tử nhé các bạn nhé. Cũng giống như là cây xương cá thôi.
Đấy luôn đấy luôn. Đấy, đấy, chuẩn bị đâu em ngâm rồi đấy anh vác thang hay vậy ạ? Chỗ nào đẹp nhất vậy như đấy? Ừ thì ra đám rộng vậy đi còn chưa? Ừ rồi, cái nào đẹp vậy cái đấy nhá. Xong, xong các bạn ạ. Có cái cành phụ tử thì mình nuôi một thời gian. Cành này cũng bị gà làm gãy rất nhiều lần. Cuối cùng phải nuôi lại từ đầu. Thôi chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video nhá. Mình với bạn đây.